Chào các bạn, hôm nay Captain có hai phần quà hấp dẫn dành tặng cho các bạn. Đó chính là chiếc điện thoại Nokia 105 2 SIM phiên bản 2017 và chiếc ví Sen 3. Để tham gia game này, các bạn thực hiện đủ hai bước sau đây. Bước thứ nhất, đó là các bạn ghi một status màu với hashtag Captain. Thứ hai là các bạn để lại một bình luận trong bài viết này về cảm nhận của bạn về chiếc ví Sen 3. Sau đó bên mình sẽ bốc thăm ngẫu nhiên để chọn ra được hai bạn may mắn nhất. Chúc các bạn nghe lại 2 tháng 9 vui vẻ.